Xin chào cả nhà, xin chào các bạn, xin chào các anh chị và cô chú bác. Hôm nay bếp của mẹ Linh nấu món súp cua đồng cho các bé ăn để có canxi về dinh dưỡng nha. Thì nguyên liệu mình gồm có là khoảng 300g cua đồng mình đã lọc và lấy ra nước rồi nha cả nhà. Đây 300g cua đồng và khoảng 300g thịt sườn non mình đã luộc sơ rồi. Và hai cái trứng vịt, 50g thịt heo xay và mình có 20 quả trứng cút nha cả nhà. Và tiếp theo nguyên liệu của mình, gia vị của mình đó nữa là khoảng một muỗng cà no, nửa muỗng muối và nửa muỗng bột ngọt nha cả nhà. Và tiếp theo nữa mình chuẩn bị đó là khoảng 50g bột năng nha cả nhà. Đây là 50g bột năng. Và tiếp theo là nguyên liệu mình tiếp nữa đó là một nửa củ cà rốt nha cả nhà. Cái này là mình đã lấy nấu nước và hai tép tỏi và khoảng 10 nấm đông cô nha. Và một cái bắp và khoảng 20g hành ngò để mình nêm nha. Bây giờ mình sẽ đi luộc nấu cái xương sườn non để mình lấy cái nước nha cả nhà. Cả nhà giờ mình đổ nước cho để mình luộc cái xương á. Giờ mình sẽ lột cái vỏ tỏi mình sẽ bỏ vào để mình luộc cái xương nha cả nhà. Rồi. Mà mình luộc, mình đổ cái nước luộc xương vừa thôi, mình còn cái nước của cua đồng nữa. Giờ mình bật lửa lên mình hầm nha. Nên mình sẽ cho cái xương non vào mình luộc nha cả nhà. Mình lấy thêm cái nước canxi để mình nấu cho bé ăn nha, nấu súp cua đồng á. Giờ mình đi làm cái khác nha cả nhà. Mình sẽ bắt cái chảo lên mình cho cua đồng vào mình nấu nha cả nhà. Đây, cả nhà nhớ lọc bỏ cái cặn nó lại nha. Nhiều khi còn cái vỏ xay nhuyễn quá đó. Để cho vào đây là một ít muối nha. Rồi cả nhà rửa lên cho mình nha. Cả nhà thấy đều đi. Cả nhà ơi, giờ cái cua mình bắt đầu nè. Nó sệt lại thấy váng cua cả nhà. Đó, nó dính trên đũa mình nè. Giờ mình sẽ khuấy cho nó khỏi dính nha. Và bây giờ cái cua mình cũng đã sôi rồi đó. Giờ cái cua mình nó bắt đầu sôi, nó nổi lên bờ mình nữa nha cả nhà. Nhìn thấy không? Đó, nó sôi lên đó cả nhà. Nó sôi bắt đầu nổi bận lên nè. Đó, cái nước này bắt đầu, nước cua của mình bắt đầu nó trong lên nè. Đó, nó nổi bận lên nha cả nhà. Đây nè, là cua mình nó đã chín rồi đó. Nó chín, nó nổi lên đó. Rồi mình sẽ tắt bếp để nguội nha. Giờ mình sắc nấm đông cô. Tiếp đến mình sắc cà rốt hạt lựu nha cả nhà. Cả nhà xắt cái hành nha. Bây giờ cả nhà cắt cái đầu hành ra cho mình nha. Cả nhà đầu hành á, giờ mình sẽ cắt để riêng. Mình sẽ xắt khúc vừa ăn để mình bỏ vô trong cái súp nha. Đây. Rồi mình sẽ cắt cái khúc như này mình bỏ vào súp nha. Mình hầm thấy nó cạn nước á, cả nhà đổ thêm nước vào nha. Mình sẽ bỏ cà rốt cho đỡ mình nấu, mình lấy cái chất của nó nha, xong mình vớt bỏ cái xác đi nha cả nhà. Cả nhà ơi, giờ cái xương mình hầm lâu rồi đó, bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Mình sẽ vớt cái cà rốt ra luôn nha cả nhà. Cà rốt mình nó chín mềm lắm rồi đó.
mình sẽ vớt cái tỏi ra luôn nha cả nhà. Tiếp đến mình sẽ cho cà rốt vào nha. Giờ mình cho bắp vào luôn nha cả nhà. Cho nấm đông cô luôn nha. Giờ mình đi xuống tách trứng nha. Giờ mình cho thịt xay vào nha cả nhà. Mình sẽ tán cái thịt xay ra cho nó tơi ra nha. Giờ cái cua và cái bắp, cái nấm của mình chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho cái cua vào nha. Cái cua của mình nè cả nhà. Wow. Cái cua nhìn ngon lắm cả nhà ơi. Giờ mình sẽ cho hết gia vị vào luôn nha. Nha, mình sẽ nêm thử cái nước súp cua nha. Cái nước vừa ăn ngon lắm cả nhà. Giờ mình sẽ pha cái bột năng mình đổ vào nha. Rồi mình sẽ cho bột năng vào. Cả nhà nhớ khuấy từ từ, khuấy theo cái kim đồng hồ nha. Cái nước sốt, cái súp của mình này nó đặc vừa rồi cả nhà. Nếu mà đặc quá thì nó sẽ không có ngon nha. Đây mình sẽ làm vừa thôi. Mình sẽ cho trứng cút vào nha. Wow, cái súp của mình nhìn ngon lắm cả nhà. Rồi mình sẽ đổ lên cái rây nha cả nhà. Đổ rây cho nó xoay xoay tròn tròn. Mình cho lòng trắng trước để cái lòng trắng mình có màu trắng trắng nó dễ coi hơn nha. Mình sẽ khuấy đều lên. Tiếp đến thì mình sẽ cho lòng đỏ nha cả nhà. Mình sẽ cho từ từ lòng đỏ xuống. Mình sẽ khuấy xoay tròn luôn nha. Mời cả nhà và các bạn, các anh chị, cô chú ăn súp cua đồng nha. Thì nhiều canxi và dinh dưỡng cho các bé lắm cả nhà. Thì hôm nay bếp mẹ Linh sẽ ăn cái cảm nhận của khi nấu súp cua đồng. Ăn thử như thế nào nha, nó ngon hay không nha. Mình mời cả nhà mình ăn. Ngon lắm cả nhà. Thơm. Đây. Đây nè cả nhà ơi. Đây mình múc lên cho thấy luôn nè. Cua đồng luôn nè, cua đồng mình ha. Nếu mà tính ra đây cua đồng nè bác. Cả nhà mà ra ngoài mua một cái tô súp cua đồng nè là khoảng 25-30 ngàn một tô nha cả nhà. Cả nhà mình nấu cho các bé nè, vừa hầm xương, vừa có thịt nạc, vừa có nấm đông cô, vừa có bắp, vừa cà rốt nữa cả nhà ơi, ngon lắm. Ngon lắm cả nhà ơi. Ăn nó ngọt. Ngọt của nước xương và cái gia vị mình nêm. Dai của cái nấm đông cô và cái béo của thịt và cái mềm mềm ngọt ngọt của cua đồng kia nha. Ngon lắm cả nhà.
trứng cút nữa nè cả nhà. À cả nhà thấy không? Cái cua đồng của mình màu đen đen đó, mình nấu cho bé ăn nó canxi nhiều ở trong cua đồng đó kìa. Ngon quá. Mình sẽ ăn một cái trứng cút nè. Ngon quá ta. Ngon cả nhà. Chúc cả nhà mình làm món súp cua đồng nấu cho các bé và cho cả nhà mình ăn ngon miệng nha. Và cả nhà đừng quên là cho mình một like nha và chia sẻ cho mọi người nha cùng xem, và cả nhà nhớ cho mình một bình luận ở dưới, và hẹn cả nhà lần sau sẽ có video hay hơn nha. Bye bye, mình ăn tiếp nữa đây.